Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 145. Có tiếng xé gió vang lên, Lâm Nhất vừa hạ xuống bảo thuyền đã thấy tiền bối Phong Giác xuất hiện ở bên cạnh mình. Hắn ta ăn mặc rất tùy tiện, trông lôi thôi lếch thếch, cả người tràn ngập kiếm ý. Dù đã cố tình thu lại, song vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Sau khi xuất hiện, hắn ta lùi lại vài bước cố tình giữ khoảng cách với Lâm Nhất, sắc mặt cũng hơi khó coi. Lâm Nhất thầm khó hiểu, lẽ nào không thể qua lại? Phong Giác, giờ ngươi đã bị đuổi ra khỏi kiếm tông rồi đúng không? Lạc Thanh Hư bỗng nhiên cười nhìn Phong Giác hỏi. Hả? Lâm Nhất kinh ngạc ra tiếng. Có gì mà bất ngờ, không thể vi phạm quy tắc tổ tiên được, kiếm tông không thể qua lại với Thánh Minh nên chỉ có thể đuổi ta ra khỏi tông môn thôi, Phong Giác bình tĩnh nói. Lâm Nhất không phải thằng ngu, hắn và kiếm tông không quen biết nhau, đối phương lại vì hắn mà làm đến nước này, e rằng có chuyện gì đó mà hắn không biết. Kệ hắn ta đi, Lâm Nhất, người có cần ta giúp gì không? Lạc Thanh Hư ngó Lâm Nhất, khẽ cười hỏi. Khác với Phong Giác, khí thế trên người hắn ta được thu lại cực kỳ hoàn mỹ, nụ cười trên mặt lại ấm áp như làn gió xuân. Phong Giác quay mặt đi, giả vờ không thèm để ý, nhưng thực ra lại vểnh tai lên nghe Lâm Nhất nói không sót một chữ nào. Lòng lại thầm nghĩ, nếu ta có thể làm được mà ngươi không tìm ta thì lát nữa sẽ dạy cho ngươi một bài học. Dù sao Phong Giác hắn ta cũng biết giận vậy, hừ hừ. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm túc lấy trái tim viêm long mà hắn đã đào từ trên người đế vũ đặt trong túi trữ vật ra. Trái tim rồng. Sức sống cuồn cuộn cuộn trào trong trái tim rồng, ngọn lửa màu vàng cháy rực. Trái tim rồng này chỉ mới mở được tầng phong ấn thứ nhất, đã có thể tỏa ra khí thế khiến người ta run sợ. Phong Giác lập tức không giả vờ nổi nữa, rất muốn quay đầu lại. Tên nhóc này định làm gì vậy, trái tim rồng quý giá như vậy. Không lẽ định đưa cho Thánh Minh? Cái này ai nhịn nổi nữa? Không được, ta phải nhịn xuống, để xem tên nhóc này rốt cuộc định làm gì. Xoẹt. Trong tay Lâm Nhất lại tỏa ra 9 luồng ánh sáng, mỗi một luồng ánh sáng đều tỏa ra linh khí cực kỳ đậm đặc. Chúng tích trữ cả ngàn năm, đã đạt tới một mức độ khủng bố. Chỉ thoáng chốc, nhưng ánh sáng đã hóa thành từng dị tượng, có thánh kiếm màu vàng, tinh linh màu bạc, thủy thú màu đỏ. Không ai giống ai. Những người khác trong Thánh Minh trên bảo thuyền đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, nhìn Lâm Nhất với vẻ khó hiểu. Hắn định làm gì? Cửu Diệp Thánh Quả. Trong lòng Phong Giác thầm giật mình, lấy ra cả Cửu Diệp Thánh Quả. Hắn ta lập tức không nhịn nổi, định đi đến bên cạnh Lâm Nhất ngăn cản hắn. Ta muốn nhờ tiền bối, lát nữa đợi đến khi không ai đưa trái tim viêm long cho bằng hữu La Trấn của ta, Lâm Nhất bình tĩnh nói. Tên nhóc này. Phong Giác nghe thấy câu ấy của hắn thì hết sức kinh ngạc, hắn ta không ngờ Lâm Nhất tìm đến đối phương với mục đích đó. Trong con ngươi Lạc Thanh Hư cũng toát ra vẻ kỳ dị, trần trờ nói, ngươi phải biết là dù người không cần trái tim viêm long kia, mai sau đến Côn Luân cũng có thể đổi được bảo vật khác. Không cần, vãn bối đã nghĩ kỹ rồi, La Trấn đã chịu khổ rất nhiều vì ta, trong lòng ta vẫn luôn thẹn với hắn ta. Trong lòng Lâm Nhất đã có quyết định từ lâu, cũng chẳng có gì phải do dự. Lạc Thanh Hư thấy thế cũng không khuyên nữa, trầm ngâm nói, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ không khuyên nữa. Với ta thì đây chỉ là chuyện nhỏ, chưa nói đến giúp. Chỉ là, muốn dung hợp trái tim viêm long cũng một sống một còn, ngươi chưa chắc đang giúp hắn ta. Đây là sự lựa chọn của hắn ta. Tất nhiên là Lâm Nhất biết sự nguy hiểm khi dung hợp trái tim viêm long. Nhưng với những anh tài trên con đường thông thiên, bất cứ một cơ hội nào mà không đánh đổi cả tính mạng. Cái họ thiếu không phải lòng dũng cảm, mà là một cơ hội. Giờ đây, Lâm Nhất muốn cho La Trấn cơ hội này. Tên nhóc này đúng thật là. Phong Giác nghiêng đầu, không biết đến đây tự bao giờ, nhìn Lâm Nhất như nghĩ đến cái gì đó. Bên ngoài vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi, không ngờ lại hào phóng với bạn bè như vậy. Kia chính là trái tim viêm long đó. Đến cả hắn ta cũng có chút không nhịn nổi trước sự cám dỗ ấy nữa là. Có điều, Lâm Nhất nói tặng là tặng, và lại hắn còn suy nghĩ rất thấu đáo. Hắn biết thứ này vô cùng phỏng tay, tự mình tặng e rằng đối phương sẽ không chịu. Thứ hai, cũng đỡ khiến đối phương rơi vào rắc rối. Tìm Lạc Thanh Hư xem như là tìm đúng người, khá tốt, rất tốt.
Phong Giác âm thầm gật đầu. Còn có Thánh Diệp kia, ta muốn nhờ Lạc tiền bối tặng cho các bằng hữu của ta, Lâm Nhất vừa nói vừa hái 9 phiến là của Cửu Diệp Thánh Quả xuống. Còn Thánh Quả thì hắn giữ lại cho mình dùng khi đột phá tinh quân. Vẻ mặt những người khác trên bảo thuyền đều cực kỳ rúng động, 1.000 năm mới ra một phiến lá, giá trị của Thánh Diệp cũng chẳng kém hơn Thánh Quả bao nhiêu. Được. Lạc Thanh Hư gật đầu nhận lời, cất trái tim Viêm Long và 9 phiến Thánh Diệp đi. Cảm ơn. Lâm Nhất chắp tay cảm ơn, những thứ này đều cực kỳ quý giá, nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng Thánh Minh. Đặc biệt là vị Lạc tiền bối này, cực kỳ tốt với hắn. Đối phương tự xưng bổn vương trước mặt Kim Tuyệt, nhưng lại xưng ta với Lâm Nhất, không hề tỏ vẻ gì là trịnh thượng. Ta đi một lát. Lâm Nhất gật đầu chào hai vị tiền bối rồi chắp tay rời đi. Sao, hi hi, đệ tử mới mà ta nhận giúp kiếm tông thế nào, sau khi Lâm Nhất rời đi, Phong Giác ban nãy còn híp mắt, giờ lại cười hì hì hỏi. Ban nãy, hắn ta còn phụng phịu, lộ ra vẻ mặt khó chịu. Lâm Nhất vừa rời khỏi, Phong Giác đã vui như mở cờ. Lạc Thanh Hư nhìn thấy hết mọi biến hóa của Phong Giác, song vẫn chưa nói toạc mà chỉ nhàn nhạt bảo, trông thì thô lỗ, nhưng thực tế lại cực kỳ tỉ mẩn, hơi khác so với những gì ta nghĩ. Hắn ngông, nhưng không điên. Trên con đường thông thiên này, chỉ có mình hắn là thoát khỏi sự liên hợp của 10 phương giới tử, xem ra quả thật là có lý do của nó. Lần này, kiếm tông nhặt được bảo rồi, những tông môn khác không thu hắn sẽ là một tổn thất cực kỳ to lớn. Lời khen của Lạc Thanh Hư khiến nụ cười trên mặt Phong Giác càng tươi rói rói, như là đang khen bản thân hắn ta vậy. Phong Giác đắc ý nói, chứ sao, hắn chính là người mà sư phụ ta chỉ đích tên muốn nhận, mai sau sẽ là tiểu sư đệ của ta. Câu đó vừa được nói ra đã khiến nhiều người trên bảo thuyền thay đổi sắc mặt. Sư phụ của Phong Giác là một ông lớn chân chính đó. Vị kia đã không nhận đệ tử rất nhiều năm, không ngờ lại chỉ tên muốn thu Lâm Nhất. Điều này quả thật khiến người ta giật mình, rốt cuộc Lâm Nhất có lai lịch gì, nếu thân phận chỉ bình thường thì dù có thể hiện xuất sắc gấp 10 lần trên con đường thông thiên, cũng chưa chắc sẽ khiến cho vị kia chú ý đến. Theo những gì Lạc Thanh Hư biết, đừng nói những yêu nghiệt trong kiếm tông, dù các anh tài của thế gia thánh giả muốn xin làm đệ tử của vị ấy cũng bị sập cửa vô mặt nữa là. E rằng trong chuyện này chắc chắn có lý do nào đó. Lạc Thanh Hư cười, cũng không hỏi nhiều, vì Phong Giác kia nổi tiếng là nóng tính. Hình như hắn đi gặp cô gái nhỏ kia thì phải, Lạc Thanh Hư vươn tay chỉ thấy Lâm Nhất bước lên không rồi bay về phía Nguyệt Vi Vi và Trần Tầm. Nụ cười trên mặt Phong Giác lập tức cứng đờ, vội la lên, tên nhóc này, đừng có bị bắt cóc mất đấy, ta phải đi xem mới được. Ta nói này, ngươi dẹp bớt cái tính ấy của mình lại đi, vợ chồng son tán tỉnh nhau ngươi xen vào cũng không thấy xấu hổ à, Lạc Thanh Hư híp mắt lại, giơ tay khoác lên vải hắn ta nói. Ta chỉ xem thôi mà, có sao không, Phong Giác xấu hổ nói. Ha ha ha, ngươi ngoan ngoãn chờ ở đây đi. Lạc Thanh Hư cười ha ha nói, trong lòng âm thầm vui vẻ, cho ngươi đắc ý ở trước mặt ta nè. Trên đường, Lâm Nhất và đám La Chấn nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Nhưng sau khi hạ xuống, hắn chỉ vội ngó họ một cái rồi đi đến trước mặt Nguyệt Vi Vi. Hai người nói chuyện trước đi, Trần Tầm chắp tay cười nói xong định rời đi. Người tốt nhất là từ từ hẵng đi. Lâm Nhất nhìn chằm chằm đối phương, khó chịu nói. Lâm ca ca. Nguyệt Vi Vi thấy thế, có hơi lo lắng và hoang mang. Có chuyện gì hả? Trần Tầm xoay người lại nhìn về phía Lâm Nhất, ánh mắt cũng có chút khó chịu, không phải ai cũng có thể nói chuyện với hắn ta như vậy. Nếu không có Nguyệt Vi Vi ở đây thì hắn đã là một người chết rồi. Lâm Nhất mặc kệ vẻ khó chịu trong mắt đối phương, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại không xuất hiện trong thành Phong Lăng? Đối phương đã đến từ lâu. Nhưng lại cố tình không xuất hiện ở thành Phong Lăng, mặc kệ Nguyệt Vi Vi bị sỉ nhục. Đây là điều Lâm Nhất vẫn canh cánh trong lòng, dù Nguyệt Vi Vi không muốn nhắc tới, nhưng hắn cũng phải hỏi cho ra lẽ. Lâm Nhất vừa nói xong, Nguyệt Vi Vi lập tức trở nên lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng, nàng ta cũng sợ Lâm Nhất và Tam Sư Huynh xảy ra tranh chấp. Trần Tâm sửng sốt, sau đó trên mặt toát ra vẻ hài hước, cười bảo, không thể trả lời. Nguyệt Vi Vi cười nói, Tam Sư Huynh, không được nói chuyện như vậy với Lâm ca ca.
Trần Tầm bất đắc dĩ vỗ trán, cô nhóc kia quả thật lớn rồi. Hắn ta cười như không cười nói, vậy ta nói đó. Nói đi. Lâm Nhất trực tiếp nói. Nguyệt Vi Vi ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Trần Tầm và Lâm Nhất. Nàng ta e thẹn như thế quả thật vô cùng hiếm thấy. Trần Tầm cười khẽ đáp, nhóc con kia lén trốn ra ngoài, rồi lại chạy đến hạ giới. Sư phụ có không biết bao nhiêu là kẻ địch, nàng ta to gan như thế, là hiểu sư phụ giận đến mức nào rồi. Trước khi đi, sư phụ dặn ta, nếu nàng ta gây họa mà không nguy hiểm đến tính mạng thì không được ra tay, để nàng ta biết thế nào là nguy hiểm rồi nói sau. Cô nhóc này quả thật đã chịu rất nhiều khổ trên tay giới tử thần U, nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi là thần U chưa đụng tới được một sợi tóc nào của nàng ta. Đừng thấy tiểu sư muội của chúng ta bằng lòng gần gũi với ngươi mà lầm, nam nhân khác đừng mơ đụng vào dù chỉ một chút. Sư huynh, huynh nói gì vậy, khuôn mặt Nguyệt Vi Vi chợt đỏ bừng, cau mày gắt. Trần Tầm mặc kệ nàng ta, nhàn nhạt nói, ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi, ngươi cứ kệ cách làm việc của ta đi. Ta và tiểu thư quen nhau lâu hơn ngươi rất nhiều, không phải sư phụ dặn thì ta đã cứu nàng ta ra lâu rồi. Có điều, ngươi cũng khiến ta khá bất ngờ đó. Một mình một kiếm đã dám xông tới thành Phong Lăng, quả thật là đáng mặt nam nhi. Hắn ta nói đến cuối thì nở nụ cười, trong mắt toát ra vẻ khâm phục. Trần Tầm đã nhìn thấy khí phách của Lâm Nhất khi chiến đấu ở thành Phong Lăng. Với cảnh giới ấy đã có khí phách như vậy thì chẳng trách sao tiểu thư lại bằng lòng gần gũi với hắn. Đợi đối phương nói xong, Lâm Nhất ngó sắc mặt của Nguyệt Phi Vi, đoán có lẽ đối phương nói là thật. Sư huynh, ta đã tìm được quả thần huyết. Lâm ca ca đã tìm được một quả cửu diệp thần huyết giúp ta đó. Đúng lúc này, Nguyệt Phi Vi lại dịu dàng khẽ cười nói. Trần Tầm nghe vậy cũng biến sắc. Hắn ta lập tức hiểu được tại sao tiểu thư bị mình tìm được mà vẫn bình tĩnh như vậy. Chỉ là... Trần Tầm muốn nói lại thôi. Trong lòng không ngừng đấu tranh, cuối cùng quyết tâm, nghiêm túc nói, tiểu thư, sư tôn dặn sư huynh đệ chúng ta sau khi tìm được muội thì nói cho muội biết một chuyện. Sư nương không phải ngủ say, quả thần huyết cũng chẳng thể đánh thức bà ấy. Đây chỉ là cái cớ để sư phụ an ủi muội thôi. Ông ấy không ngờ muội lại lén chạy ra ngoài vì quả thần huyết thật. Ong! Trong đầu Nguyệt Phi Phi thoáng chốc kêu ong ong, gò má còn đỏ bừng ban nãy thoáng chốc không còn chút máu. Cả người lập tức run lẩy bẩy. Sư huynh, huynh lừa ta đúng không? Huynh lừa ta đúng không? Mẫu thân ta không có chết. Ta chỉ cần lấy được quả thần huyết trở về là mẫu thân sẽ tỉnh lại đúng không? Đôi mắt Nguyệt Vi Vi ngấn lệ, đau khổ nói, cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Nàng ta bỏ nhà đi là vì tin tưởng mẫu thân chắc chắn sẽ sống lại, chưa bao giờ nghĩ tới quả thần huyết kia chỉ là một lời nói dối. Nguyệt Phi Phi còn nghĩ sau khi trở về sẽ cứu mẫu thân như thế nào nữa. Nàng ta còn muốn làm nũng trong lòng mẫu thân và có rất nhiều điều muốn nói với bà ấy, kể hết những vui buồn trong mười mấy năm qua cho bà ấy. Nàng ta vẫn luôn âm thầm giấu trong lòng, luyện tập từng chữ một, chuẩn bị rất nhiều lần để chờ mẫu thân tỉnh lại sẽ chính miệng kể cho bà ấy nghe. Nhưng hiện tại mọi thứ đều sụp đổ, tất cả đều đã không còn nữa. Trần Tầm bùi ngùi nói. Quả thần huyết ở Đại Thế Côn Luân tuy khá là quý hiếm, nhưng nếu thật sự có thể cứu được sư mẫu thì dù bất cứ giá nào, thậm chí hy sinh tánh mạng, sư tôn cũng phải tìm cho được một quả. Mấy năm nay, muội cứ cho rằng sư tôn không yêu sư mẫu, không muốn bỏ ra quá nhiều vì sư mẫu nên đã gây sự với ông ấy, thậm chí còn hận ông ấy, nhưng muội không hề biết trong lòng sư tôn có bao nhiêu uất ức và đau khổ. Ông ấy cũng yêu sư mẫu, và càng yêu muội. Sư huynh đệ chúng ta đều biết rõ điều đó. Thơ tự là thế ư? Nguyệt Phi Phi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, không dám tin, nhưng nàng ta rất thông minh nên nhanh chóng hiểu được, tam sư huynh không có lý do để lừa gạt nàng ta. Phi Phi, muội từ nhỏ đã thông minh, có lẽ trong lòng muội cũng đã đoán ra được, Trần Tầm khẽ thở dài. Nước mắt Nguyệt Phi Phi lăn dài trên má, nàng ta cũng không đáp. Đúng như Trần Tầm nói, sao nàng ta không đoán được cơ chứ, chỉ là không dám nghĩ đến mà thôi. Bởi vì từ sâu trong lòng nàng ta vẫn ôm một tia hy vọng. Đừng tùy hứng nữa, cùng ta về đi thôi, sư tôn thật sự rất nhớ muội, Trần Tầm khẽ nói. Cảm xúc của Nguyệt Phi Phi dao động mạnh, mãi một lúc lâu sau, nàng ta mới lau nước mắt, cười nói, Lâm ca ca, ta phải trả lại quả thần huyết cho huynh rồi.
Vừa nói nàng ta vừa lấy bình tịnh ngọc đựng quả thần huyết đưa lại cho Lâm Nhất. Đây vốn là Lâm Nhất tặng cho nàng ta, giờ vật về nguyên chủ, cũng có nghĩa là một chút chấp niệm còn sót lại trong lòng nàng ta cuối cùng cũng buông xuống. Nhất thời, Lâm Nhất không biết nên mở miệng như thế nào, hắn cảm thấy đau lòng thay cho đối phương, gặp phải đả kích lớn như vậy, mà khi đối mặt với hắn vẫn có thể nở nụ cười. Hắn nhận lấy bình tịnh ngọc, nhìn đối phương hồi lâu rồi mới mở miệng nói, cô chuẩn bị đi chưa? Nguyệt Phi Vi gật đầu, trên gương mặt như ngọc không chút tì vết nở một nụ cười phong hoa tuyệt đại, nàng ta khẽ nói, Lâm ca ca, nhớ đến tìm ta đấy. Vừa nói, nàng ta vừa lấy ống tiêu dắt bên hông xuống, trong mắt lóe lên tia thâm tình trước nay chưa từng có, nhìn Lâm Nhất và nói, Lâm ca ca vẫn luôn đối tốt với ta, bất luận là ở huyền hoàng giới hay ở trên thiên lộ. Ta không có gì tặng huynh, ống tiêu này đã theo bên ta rất lâu, xin Lâm ca ca hãy nhận lấy. Nhìn thấy cảnh này, tim Trần Tầm thoáng trùng xuống, đây chính là di vật của sư mẫu. Hơn bất kỳ ai, hắn ta hiểu rõ nó có ý nghĩa như thế nào với sư muội, đương nhiên, hắn ta cũng biết Nguyệt Phi Phi tặng thứ này cho Lâm Nhất là có ý gì. Lâm Nhất chỉ nhìn nhưng không tiếp. Trên đời này, có rất nhiều người thỏa thích dạo khắp vườn hoa nhưng không để một chiếc lá dính thân, nhưng hắn lại không làm được như vậy. Lòng hắn đã có nơi thuộc về, cả đời này chỉ thầm nghĩ yêu một người. Hắn cũng không ngốc, hắn biết Nguyệt Phi Phi tặng mình vật này có ý nghĩa như thế nào, và cũng biết nếu hắn nhận lấy thì sẽ đại biểu cho cái gì. Nụ cười trên môi Nguyệt Phi Phi cứng lại, có chút thê lương, việc này vốn dĩ nằm trong dự liệu của nàng ta. Lâm Nhất, huynh đừng xa cách như vậy. Đừng xa cách như vậy, thấy cảnh này, Trần Tầm chợt nổi giận. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt Nguyệt Phi Phi, nàng ta cố nở nụ cười, tựa như một đóa hoa bạch tàn trong tuyết, khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Bên dưới Thánh Tuyền Linh Trì, vô số ánh mắt tràn đầy hâm mộ đổ dồn về phía Lâm Nhất. Nguyệt Phi Phi đẹp, đã không cần phải dùng quá nhiều ngôn từ để hình dung, bất kể là nam nhân nào thì cũng khó mà tránh khỏi động lòng khi thấy nàng ta. Nàng ta là một mỹ nhân tuyệt sắc nhân gian, một cái nhíu mày, một nụ cười cũng đủ nhiếp hồn đoạt phách, đẹp đến mức kinh tâm động phách, có thể được một nữ tử như vậy yêu thương, đó chính là mộng tưởng của tất cả nam nhân trên thế gian. Hiện tại, chỉ còn một chút nữa là Lâm Nhất có thể chạm đến giấc mộng này, chỉ cần hắn nhận ống tiêu kia là có thể đạt được điều mà những người khác có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tên này. Vô số ánh mắt hướng về phía Lâm Nhất, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Thậm chí có hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thán vì sao bản thân không có được may mắn như vậy. Nguyệt Phi Phi nói khẽ, Lâm ca ca, ta chưa từng nghĩ sẽ tranh gì bất kỳ điều gì cả. Ta chỉ muốn huynh đừng quên ta, ta chỉ muốn khi nhìn thấy ống tiêu này, huynh có thể nhớ đến Phi Phi, đừng quên ta. Lâm Nhất duỗi tay nhận lấy ngọc tiêu, khẽ nói, có ống tiêu này hay không thì ta cũng sẽ không quên cô, giữa ta và cô không cần nói quá nhiều. Ta từng nói. Trên thiên lộ, ai là địch với cô thì cũng là địch với ta. Trong suốt quãng đời còn lại, lời hứa này cũng sẽ không thay đổi. Ta hiểu rồi, Lâm ca ca, chúng ta gặp lại ở Côn Luân, Nguyệt Phi Phi nở nụ cười sán lạn, trong mắt có tia sáng lóe lên. Trần Tầm liếc nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của nàng ta, thầm lắc đầu, cô nhóc này trúng độc quá sâu rồi, không có thuốc nào cứu chữa được. Một tên nhóc cảnh giới thiên phách. Dù có chút phong thái thì sao có thể so với tiểu thư nhà hắn ta được. Dõi mắt nhìn hai người đi xa, Lâm Nhất thầm thở dài. Có thật sự hiểu không? Hắn nghĩ đến lời mình vừa nói, nếu có kiếp sau, xin chớ lụy tình. Nhưng thế gian này, một chữ tình, mấy ai có thể hiểu? Nhóc con, đi theo ta được rồi chứ, chẳng biết từ lúc nào, Phong Giác đã xuất hiện bên cạnh hắn, mỉm cười nói. Lâm Nhất nhìn ngọc tiêu trong tay, sau khi cất kỹ, hắn khẽ gật đầu, lòng thầm nói, gặp lại ở Côn Luân. Nhìn Lâm Nhất và Phong Giác rời đi, trưởng lão của các tông phái siêu cấp khác cũng cảm thấy trong lòng có gì đó rất khó tả. Đầu bảng thiên lộ thứ 9 đã bị kiếm tông mang đi, nếu không chết, tương lai ắt sẽ tỏa sáng. Mà trước đó, bọn họ cũng có cơ hội, có được yêu nghiệt siêu phàm bực này. Không cần tiếc, hắn gây họa lớn. Dù là kiếm tông cũng chưa chắc có thể che chở được. Nói không sai, với tính tình của Kim Tuyệt, há có thể từ bỏ ý đồ. Vừa rồi hắn đứng trước mọi người, ngông cuồng nói muốn giết Kim Tuyệt. Với tính cách như vậy,
có đến Côn Luân cũng khó mà sống lâu được, sớm muộn gì cũng chết mà thôi. Hắn có thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, có thể nói là kỳ tài. Nhưng ngoài thứ đó ra, so với rất nhiều yêu nghiệt ở Côn Luân thì cũng không quá nổi bật. Đến Côn Luân, nói không chừng cũng sẽ trở nên mờ nhạt. Những trưởng lão kia đều không cam lòng, không khỏi nhỏ giọng nói thầm để bày tỏ cảm xúc trong lòng mình, đồng thời cũng để an ủi bản thân. Phong Giác dẫn theo Lâm Nhất, không quay đầu lại mà cười híp mắt nói, nhóc con, ngươi có nghe bọn họ nói không, dù ngươi không vì mình thì cũng phải vì kiếm tông mà tranh một hơi đấy. Một ngày nào đó, những người này sẽ phải hối hận, mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng, những tông phái hoang cổ vực này cứ chờ mà xem đi. Đợi đến khi Lâm Nhất rời đi, mấy tông môn siêu cấp vẫn tiếp tục chọn đệ tử, những người còn lại không có ai nổi trội như Lâm Nhất. Dù họ được chọn thì cùng lắm cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, cũng có riêng vài người mai sau có thể trở thành đệ tử trung tâm và có thành tựu đầy triển vọng. Nhưng hiển nhiên nhiều đó hoàn toàn không đủ, nếu chỉ tuyển chọn những đệ tử trung tâm cho mai sau thì không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Những anh tài kiệt xuất như thế có vô vàn ở Côn Luân. Trưởng lão của các tông môn siêu cấp kia cũng không nán lại lâu, lần lượt rời đi, giao chuyện còn lại cho chấp sự trong môn phái xử lý. Con đường thông thiên kéo dài một năm nay cuối cùng cũng coi như kết thúc. Đám La Trấn không được các tông môn siêu cấp chọn lựa, họ giống với số đông, cũng không chọn quay về hạ giới. Tất cả đều đi lên bảo thuyền, chuẩn bị tu luyện 3 tháng ở Thánh Minh. Dù không thể gia nhập vào tông môn siêu cấp thì cũng phải xông pha một phen ở Côn Luân. Sau khi họ lên bảo thuyền đã được người trong Thánh Minh tiếp đón, dẫn đến trước mặt Lạc Thanh Hư. Mấy người nhìn thấy Lạc Thanh Hư thì vẻ mặt có hơi câu nệ, trước đó họ đều đã được chứng kiến thủ đoạn khủng bố của người này. Đến cả kẻ tàn nhẫn như Kim Tuyệt cũng bị đánh cho ngoan ngoãn, mặt xám mày cho, không dám tiếp tục lượn lờ ở trước mặt hắn ta. Không ngờ đối phương lại tự mình gặp bọn họ, quả thật khiến họ có chút khó hiểu, song cũng lo lắng không thôi. La Trấn. Lạc Thanh Hư nhìn người có cùng họ với mình, lấy trái tim viêm long ra nhỏ giọng nói, cầm lấy đi. Đây là Lâm Nhất nói ta giao cho ngươi, dung hợp thứ này cực kỳ nguy hiểm, nhưng thành tựu cũng vô cùng kinh người. Lựa chọn thế nào là quyền do ngươi, ta không xen vào. Trái tim viêm long. Đám La Trấn và Tần Lâm thoáng chốc sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất sẽ để trái tim viêm long lại. Còn những phiến thánh diệp ngàn năm kia là Lâm Nhất để lại cho các ngươi, tổng cộng 9 phiến lá, chia thế nào thì tự các ngươi quyết định, Lạc Thanh Hư vung tay lên. Thánh diệp ngàn năm ngưng tụ ra linh khí lập tức tỏa ra ánh sáng mờ ảo xuất hiện trước mắt mọi người. Điều này. Đám La Trấn thoáng chốc nghẹn họng không thốt nên lời, một chiếc lá mất 1.000 năm, Lâm Nhất thế mà lại để lại 9 phiến thánh diệp cho bọn họ. Lạc Thanh Hư bình tĩnh nói, trước mắt, Lâm Nhất đang là cái đích cho mọi người chỉ trích, nên ban nãy không gặp các ngươi. Thứ này cũng do hắn nhờ ta lén giao cho các ngươi, tránh cho các ngươi rước lấy rắc rối. Trước đó Lâm Nhất đi kiếm tông, họ cũng mừng cho hắn. Nhưng ban nãy, Lâm Nhất lại chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, hay chào hỏi khiến trong lòng mọi người hơi buồn, thậm chí là bực. Đặc biệt là Tần Lâm, hắn ta thẳng tính, cảm thấy Lâm Nhất đối xử với họ như vậy hơi kỳ. Giờ mới phát hiện, bản thân hoàn toàn hiểu lầm đối phương khiến hắn ta không khỏi vô cùng xấu hổ. Chỉ có La Trấn cầm trái tim viêm long trong tay với vẻ mặt kiên định. Hắn ta chắc chắn sẽ đến kiếm tông. Tại núi Huyền Hoàng ở Huyền Hoàng giới. Nơi này là căn cứ của Thánh Minh ở Huyền Hoàng giới. Một năm trước, những anh tài kiệt xuất không đạt được tư cách tham gia cuộc tranh tài vạn giới như Bạch Lê Hiên, Nam Cung Văn Ngọc, Phương Hàn Lạc đều đang tu luyện ở đây. Trên đỉnh núi, trưởng lão Thánh Minh đang đứng trên đài cầm kiếm dạy mọi người. Bỗng dưng, lệnh bài khắc long văn trên eo ông ta chợt lóe sáng. Trưởng lão cầm lệnh bài trong tay, lập tức nhận được tin tức. Sau đó, ông ta chợt biến sắc, trở nên vô cùng kinh ngạc, bảo kiếm lung lay một cái rớt xuống đất. Thân kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng thanh thúy khiến ánh mắt của đám Bạch Lê Hiên, Nam Cung Văn Ngọc lóe lên vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc là tin tức gì mà lại khiến cho vị trưởng lão luôn bình tĩnh, núi lỡ đất trôi cũng bình chân như vậy giật mình kinh ngạc như vậy. Đã có kết quả của con đường thông thiên. Trưởng lão Thánh Minh nhìn về phía bọn họ, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ mừng rỡ như điên. Đã có kết quả.
Trong lòng mọi người lập tức căng thẳng, đặc biệt là Bạch Lê Hiên, ánh mắt lập lòe, bất giác siết chặt nắm tay. Đám Nam Cung Văn Ngọc và Phương Hàn Lạc kinh ngạc xong thì vội hỏi, Lâm Nhất có được tông môn siêu cấp chọn không? Bọn họ tu luyện ở đây, thông qua thánh mình cũng biết được nhiều thông tin về Côn Luân giới, biết nếu được các tông môn siêu cấp chọn thì chắc chắn sẽ một bước lên trời. Nếu không, dù đến Côn Luân cũng khó mà vùng dậy, thậm chí còn có thể bị những người ở tầng dưới chót bắt nạt. Vậy nên, đó chưa chắc là chuyện tốt. Mấy người khá thân thiết với Lâm Nhất nên đương nhiên muốn biết kết quả của hắn. Hắn đạt được vị trí nhất bảng trên con đường thông thiên, được ông lớn trong các tông môn siêu cấp là kiếm tông chọn, trưởng lão thánh minh kể tóm lượt cho họ nghe, song lại không nói cho họ biết việc Lâm Nhất quét ngang 10 phương giới tử, năm chết năm bị thương. Đây mới là điều khiến ông ta kinh ngạc đến biến sắc, 10 phương giới tử thế mà lại thua hết trên tay Lâm Nhất. Thậm chí, có 5 người còn chết thảm, đừng nói huyền hoàng giới, dù là toàn bộ con đường thông thiên cũng chưa có ai lập được thành tích to lớn như vậy. Mọi người đều hết sức kinh ngạc, không ngờ Lâm Nhất đại biểu cho huyền hoàng giới lại đạt được vị trí nhất bảng. Có thể thấy, chẳng bao lâu nữa Lâm Nhất chắc chắn sẽ trở thành thần thoại trong huyền hoàng giới. Tên của hắn sẽ được phủ sóng khắp nơi, đến cả trăm ngàn năm sau vẫn có người nhớ tới. Ha ha ha, Lâm Nhất đúng là lợi hại mà. Phương Hàn là cực kỳ kích động, Nam Cung Văn Ngọc cũng nở nụ cười, trong mắt không giấu nổi vẻ phấn khích. Chỉ là có hơi đáng tiếc vì không thể nhìn thấy dáng vẻ Lâm Nhất quét ngang bốn phương, ngạo thị quần hùng. Phong thái ấy chắc hẳn sẽ khiến cho người ta phấn khích không thôi. Trên mặt Bạch Lê Hiên lộ ra vẻ chua xót, âm thầm thở dài. Hắn ta đã đoán được Lâm Nhất chắc chắn sẽ tỏa sáng trên con đường thông thiên. Nhưng không ngờ, Lâm Nhất lại có được thành tựu cao như vậy, không ngờ lại giành được vị trí nhất bảng. Còn vào kiếm tông, một lúc lâu sau, đợi cho những người khác đều rời đi, Bạch Lê Hiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn trưởng lão với ánh mắt đầy kiên định, trầm ngâm nói, tiền bối, ta quyết định rồi. Bạch Lê Hiên khác với mọi người, hắn ta là thánh thể, tuy ra đời ở huyền hoàng giới, đại đạo thánh thể có thiếu sót, đúng là sẽ bỏ lỡ một vài cơ hội, nhưng nếu hắn ta chấp nhận trả giá thì vẫn có cơ hội gia nhập một thế lực lớn khi giáng xuống Côn Luân. Huyết tự doanh cực kỳ tàn khốc, tỷ lệ đào thải lên đến 9 phần. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ phải chết. Thật ra người có thể lựa chọn gia nhập một tông môn khác khi giáng xuống Côn Luân, không cần phải quyết tuyệt như vậy, trưởng lão Thánh Minh mở miệng khuyên nhủ. Bạch Lê Hiên bình tĩnh đáp, gia nhập tông phái siêu cấp thì có tác dụng gì cơ chứ, tuy huyết tự doanh tàn khốc, nhưng chung quy vẫn có một chút hy vọng tìm được truyền thừa cấp cao. Được, nửa tháng sau, ta liên hệ thay ngươi. Trưởng lão Thánh Minh hiểu rõ việc Lâm Nhất giành được đầu bảng đã kích thích đến hắn ta, có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. Có điều, huyết tự doanh đâu chỉ tàn khốc, phải nói là như địa ngục vậy, dù là ở Côn Luân, trừ phi rơi vào bước đường cùng, phải bất đắc dĩ mới gia nhập vào đó. Chấm. Đế quốc Đại Tần, Lăng Tiêu Kiếm Các. Hiện tại Kiếm Các đã là tông phái mạnh nhất đế quốc, khí vận hưng thịnh, thậm chí thoáng có xu thế bá chủ Nam Vực. Khi Lâm Nhất đoạt được đầu bảng trong quần Long Thịnh Yến, tông môn cũng theo đó phát triển không ngừng, thế lực nhanh chóng lan rộng khắp đế quốc Đại Tần. Giờ phút này, trong điện của tông chủ tụ tập rất nhiều người, có hộ pháp, trưởng lão, chấp sự, và cả những đệ tử thân truyền. Tất cả các trưởng lão của tông môn đều có mặt, không sót một ai, toàn bộ hướng mắt về phía người ngồi ở vị trí chủ tọa, Mai Các Chủ. Trước người Mai Các Chủ có một lệnh bài dùng để truyền tin. Bọn họ đang chờ tin tức kết quả hiện tại trên thiên lộ. Mọi người đều lộ vẻ khẩn trương, thấp thỏm không yên, ngay cả người bình tĩnh như Mai Các Chủ mà lòng bàn tay cũng thấm ướt mồ hôi. Nhưng ông ấy cũng biết tỷ lệ tử vong trên thiên lộ cực cao, chỉ một chút sơ sẩy ắt phải chết, tuy ở huyền hoàng giới, Lâm Nhất có phong thái vô biên, chấn nhiếp quần hùng, nhưng đến thiên lộ, đương nhiên hắn sẽ không còn chói mắt như thế nữa. Nếu Lâm Nhất chết ở thiên lộ thì khí vận của Lăng Tiêu Kiếm Các lẽ tất nhiên cũng sẽ dần lụi tàn, hy vọng tông môn trở thành bá chủ cùng hoàn toàn sụp đổ. Nhưng nếu Lâm Nhất được tông phái siêu cấp tuyển chọn thì khí vận của tông môn cũng theo đó mà tiếp tục hưng thịnh, thậm chí ngày càng trở nên đáng sợ. Đối với việc này, Mai Các Chủ cũng có cái nhìn rất thoáng, ông ấy chỉ hy vọng Lâm Nhất không chết, có thể bình an đi đến thiên lộ là tốt lắm rồi. Lệnh bài trước người Mai Các Chủ đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhạt, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ông ấy đã bắt lấy nó.
Khi buông tay ra, Mai các chủ sững sờ giây lát rồi chợt bật cười ha hả. Tin tức từ Thánh Minh, nhìn thấy cảnh này, các trưởng lão nhanh chóng đoán ra, Lâm Nhất được tông phái siêu cấp tuyển chọn. Mai các chủ đứng dậy, cười nói, hắn được kiếm tông tuyển chọn, hơn nữa, hắn còn lấy được vị trí đầu bảng thiên lộ thứ 9, quét ngang bốn phương, vô địch thiên lộ. Bầu không khí trong điện tông chủ lập tức sôi trào, vô số ánh mắt không dám tin hướng về phía Mai các chủ. Lâm Nhất không chỉ không chết mà còn gia nhập tông phái siêu cấp, quan trọng nhất là, hắn còn lấy được vị trí đầu bảng thiên lộ thứ 9. Đây là một kết quả không cách nào tưởng tượng nổi, thoáng chốc, tất cả mọi người trong điện đều trở nên phấn khích, mừng như điên. Ha 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 ha, Lâm Nhất đúng là phúc tinh của Lăng Tiêu kiếm các mà. Đầu bảng thiên lộ là vinh quang nhường nào chứ, phải dựng tượng cho Lâm Nhất mới được. Tổ sư trên trời có linh, đã bao nhiêu năm rồi kiếm các ta mới có được một kỳ tài. Có trưởng lão vui đến phát khóc, lão lệ tung hoành, Mai các chủ thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sao ông ấy có thể ngờ được, trận gió tuyết ở đế đô năm đó, thiếu niên giận dữ rút kiếm lại có được truyền kỳ ngày hôm nay. Tất cả đều là số mệnh. Tựa như năm đó ông ấy không liều mạng đối địch với toàn bộ vương thất Đại Tần để bảo vệ tính mạng cho Lâm Nhất. Ông trời phù hộ kiếm các, ông trời phù hộ Lâm Nhất. Kiếm các không cô phụ Lâm Nhất cũng không cô phụ kiếm các. Mai các chủ đưa tay xoa mắt, chẳng biết từ lúc nào, mắt ông ấy đã ngấn lệ, nhìn lòng bàn tay, Mai các chủ chợt nở nụ cười mãn nguyện, tất cả đều đáng giá. Chấm. Ở Côn Luân giới. Lâm Nhất cũng có hai người bạn cũ ở phương đại thế đó, cả hai lần lượt nhận được kết quả cuộc tranh tài vạn giới ở thiên lộ thứ 9. Tại một hồ nước băng tuyết bao phủ, trong đình có một hòa thượng tuấn tú, hắn ta lười nhác uống rượu, trong gió tuyết, gương mặt phong trần, khôi ngô càng toát lên khí chất xuất chúng. Đôi mắt xinh đẹp như những viên bảo thạch, môi hồng răng trắng, tao nhã vô song. Hắn ta là Lưu Thương, công tử Lưu Thương. Đầu bảng thiên lộ thứ 9. Mười phương giới tử năm chết năm tàn. Đáng sợ, cảm nhận hết tin tức, khóe mắt Lưu Thương không khỏi co giật, rồi hắn ta chợt bật cười, kế đó rốc một ngụm rượu lớn. Tên này, đúng là không lúc nào bớt lo được. Tuy nhiên, nếu Hàm Nguyệt biết được, ắt sẽ rất vui vẻ. Lưu Thương thầm nghĩa. Cùng lúc đó, Lý Vô Ưu cũng nhận được tin tức của Lâm Nhất tại cuộc tranh tài vạn giới. Khi thiên lộ thứ 9 mở ra, hắn ta đã cho người thăm dò tin tức của Lâm Nhất ở đó. Nay nhận được tin, hắn ta mừng rỡ không thôi, liền bật cười ha hả, khiến cho đám người hầu bốn phía ngơ ngác tỏ vẻ khó hiểu. Hề hề, đại ca đúng là đại ca, mười phương giới tử thì sao chứ? Hừ hừ, năm chết năm tàn, Lý Vô Ưu lẩm bẩm, kiếm tông, vậy mà kiếm tông lại đến thiên lộ chọn đồ đệ, thật khó mà tưởng tượng nổi. Đại ca, huynh sẽ đến tìm ta chứ? Ta vẫn luôn đợi huynh mang kiếm về đây. Chấm. Kỷ nguyên thần long, Côn Luân giới, một đại thế có vô số truyền kỳ và thần thoại. Phương đại thế này sản sinh ra vô số tiền bối đại năng, lực lượng của bọn họ vang dội cổ kiếm, dù đã mấy ngàn năm trôi qua nhưng mảnh đất này vẫn tán dương bọn họ như những thần thoại. Nơi này có thánh tử du hành thời gian, có thiên tài tìm đạo, có thánh nữ trổ hết tài năng khiến người đời ca ngợi. Cũng có yêu nữ dụ dỗ chúng sinh điên đảo càn khôn, có ma đầu đáng sợ kiêu ngạo tung hoành bốn phương. Thiên kiêu và yêu nghiệt nhiều như sao trên trời, không tài đếm hết được. Có yêu ma thành đế, có thánh nhân theo đuổi con đường thành tiên. Đây là một đại thế rộng lớn tràn ngập nhiệt huyết và hào hùng, anh tài kiệt xuất trên đời không cầu trường sinh, chỉ theo đuổi mộng tưởng, có chết cũng không hối tiếc. Ngày này, vào năm 3301 theo lịch thần Long, Lâm Nhất hạ xuống Côn Luân. Năm nay, hắn 19 tuổi, sắp từ thiếu niên trở thành thanh niên. Nơi này là Côn Luân ư? Lâm Nhất lẩm bẩm, đánh giá khung cảnh ở đây, có vẻ như cũng chẳng khác huyền hoàng giới là mấy. Nhưng trong chốn u minh, lại có thể cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa cả hai. Sự chênh lệch ấy không phải đến từ nồng độ linh khí mà là có khác biệt về sự huyền diệu của đại đạo. Chẳng qua lúc này, cảnh giới và tầm nhìn của Lâm Nhất còn thấp nên chưa thể nhìn thấu. Ngựa huyết long ghé vào trên vai hắn lại tò mò cực kỳ, con người đảo lia lịa nhìn ngó xung quanh. Trước đó, lúc sắp rời đi suýt nữa thì quên con mèo danh ma này, may mà nó tự đi theo. Đây là Côn Luân.
Phong Giác đứng cạnh Lâm Nhất thong dong cười to nói. Sau khi rời khỏi con đường thông thiên, họ mất mấy ngày mới đến được Côn Luân. Phong Giác không có sử dụng truyền tống trận của Thánh Minh và Kiếm Tông mà dẫn theo Lâm Nhất rong ruổi trên không. Quy tắc đất trời thay đổi, Lâm Nhất tạm thời không thể ngự không ở đây, chỉ có thể nhờ người trở đi. Ba ngày sau, trong tầm mắt của Lâm Nhất xuất hiện một vùng biển, khiến hắn không khỏi hơi khó hiểu. Thực ra, ở trên đường Lâm Nhất đã cảm thấy có gì sai sai, chỉ là vì lễ phép nên cũng không hỏi nhiều. Khoảng 2 tiếng sau, một hòn đảo nhỏ lớn như một khối lục địa chợt xuất hiện trước mặt hai người. Phong Giác bỗng dưng dừng lại trên không. Hừ hừ, Lâm Nhất, cái tên kia đang lừa ngươi đó. Trước mặt là biên giới Đông Hoang, cách hoang cổ vực xa tít tắp. Tuy bản đế chưa từng đến Kiếm Tông, nhưng nơi hắn ta muốn dẫn người đi chắc chắn không phải Kiếm Tông, trong không gian ý thức vang lên giọng nói của Đồ Thiên Đại Đế tiểu tử. Lâm Nhất lơ đãng hỏi, tiền bối, hình như chúng ta không có đi đến Kiếm Tông đúng không? Cũng coi như không ngu. Phong Giác ngừng lại rồi cười nói, nơi này là Thương Huyền Phủ của Đông Hoang. Nó tổng cộng có 36 quận, một quận tương đương với một vực ở hạ giới. Thương Huyền Phủ có cả mấy ngàn tông môn cả lớn cả nhỏ, với sự dẫn dắt của Huyền Vương Điện, Thiên Hạc Lâu, Phù Vân Kiếm Tông. Nơi chúng ta sắp đến là Phù Vân Kiếm Tông. Đây là ý của sư phụ, ông ấy muốn ngươi ở Lưu Vân Tông 1 năm. 1 năm sau, sẽ đón ngươi quay về Kiếm Tông. Sư phụ của tiền bối. Lâm Nhất thầm giật mình, Phong Giác đã mạnh như vậy thì sư phụ hắn ta phải mạnh đến mức nào chứ? Ông lớn như vậy lại tự mình bảo hắn ở lại Lưu Vân Tông 1 năm, quả thật khó tin. Ha ha, đừng gọi ta là tiền bối, bảo ta Phong Giác là được, hay Phong sư huynh cũng được. Phong Giác cười, hắn ta sợ Lâm Nhất nghĩ khác bèn giải thích, không phải sư phụ cố ý làm khó dễ cho đệ, có 2 lý do mà ông ấy bảo đệ ở đây 1 năm. Sư huynh cứ nói thẳng. Lâm Nhất cảm thấy không sao, vẫn chưa nghĩ tới là Kiếm Tông làm khó dễ, huống chi 1 năm cũng chẳng lâu. Phong Giác khá bất ngờ trước sự bình tĩnh của Lâm Nhất, nếu là người khác chắc trong lòng ít nhiều cũng hơi khó chịu. Hễ là những ai có lòng tự trọng quá cao, có lẽ sẽ cảm thấy hay là Kiếm Tông khinh mình. Phong Giác cũng đã chuẩn bị đối phó với tình trạng này từ lâu. Nhưng bình tĩnh như vậy lại khiến hắn ta có hơi bất ngờ. Sư huynh, sao thế? Lâm Nhất cau mày, khẽ cười hỏi. Phong Giác nghĩ bụng vị tiểu sư đệ này thật là chẳng cho mình cơ hội nào để nổi giận. Hắn ta thấy Lâm Nhất hỏi bèn cười đáp, không có gì, có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là vì sự an toàn của đệ. Nơi này là vùng đất biên cương của Đông Hoang, cách hoang cổ vực khá xa, Huyền Thiên Tông không duỗi tay đến được. Huống chi, ông ta cũng chẳng ngờ tới ta sẽ không đưa đệ về Kiếm Tông. Suy cho cùng, đệ giết nam giới tử vẫn mang lại rắc rối rất lớn. Tuy Kiếm Tông không sợ, nhưng khó tránh kẻ tiểu nhân. Lâm Nhất gật đầu, đương nhiên là hắn cũng hiểu được điều này. Trước khi tới Côn Luân, hắn biết 10 phương giới tử đều đến từ những truyền thừa của thế gia thánh giả. Giờ hắn vừa tới Côn Luân, tu vị còn thấp. Đối phương không cần dùng những cao thủ của thế hệ trước, chỉ những anh tài trong cùng thế hệ đã có thể giết chết hắn một cách dễ dàng rồi. Tranh chấp giữa lớp trẻ thì Kiếm Tông cũng khó mà nhúng tay. Những giới tử khác thì không sao, suy cho cùng cũng chỉ là mấy tiểu bối của các chi nhánh, chỉ có giới tử thần U là hơi rắc rối. Gia gia của hắn ta là thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Tông, Kim Tuyệt kia cũng chỉ là một con chó dưới tay ông ta. Sư đệ hiểu ý của ta không? Phong Giác nói khá lấp lửng, nhưng Lâm Nhất vẫn hiểu. Trước mắt, hắn vẫn không phải đối thủ tên Kim Tuyệt kia. Gia gia của giới tử thần U lại càng là một vị đáng sợ hơn. Phong Giác suy tư rồi nói, có điều, đệ không phải lo lắng về tên khốn Kim Tuyệt vào lão già thái thượng trưởng lão kia. Sư huynh và sư phụ chắc chắn sẽ bảo vệ đệ. Nguyên nhân thứ nhất là vì sự an toàn của đệ, thứ hai là để cho đệ có cơ hội rèn luyện. Chắc hẳn đệ cũng cảm giác được quy tắc đất trời ở Côn Luân khác với huyền hoàng giới rồi, đệ thử nói ta nghe xem. Hắn ta cố tình kiểm tra Lâm Nhất, cười ha ha nhìn đối phương chờ hắn trả lời. Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi đáp. Cụ thể thì ta không biết nói thế nào, chỉ loáng thoáng cảm giác được quy tắc ở Côn Luân giới hoàn thiện hơn rất nhiều. Trong đất trời như có rất nhiều đại đạo khủng bố, mênh mông cuồn cuộn như biển cảm, còn ở huyền hoàng giới lại không có những đại đạo ấy. Chẳng những vậy,
quy tắc kiếm đạo ở đây hình như cũng rộng lớn hơn. Các loại ý chí võ đạo đều trở nên tối nghĩa khó hiểu hơn gấp mấy lần, thậm chí là cả 10, cả 100 lần. Quả thật là hết sức khủng bố và khó tin. Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Nhưng đất và trời ở đây không phải đất và trời ở huyền hoàng giới. Mấy ngày qua, nhưng Lâm Nhất vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Nhưng cũng may là mấy ngày nay chân nguyên vẫn có thể vận chuyển bình thường. Vừa đến Côn Luân, chân nguyên trong khí hải của hắn đã bị đọng lại, nứt thành từng mảng, không thể liên kết với nhau, ngoài sức mạnh cơ thể thì chẳng thể dùng bất cứ thủ đoạn nào khác. Đúng rồi đó. Phong Giác trầm ngâm nói, cho nên ngươi cần phải thích ứng, ít nhất trong vòng nửa năm phải thích ứng được, đây cũng là một loại tôi luyện, để ngươi quen với quy tắc thiên địa Côn Luân. Không thể thích ứng ở Kiếm Tông sao? Lâm Nhất nhanh chóng chỉ ra vấn đề mấu chốt, đây cũng không phải oán hận, mà là muốn hỏi rõ nguyên nhân trong đó. Tiểu sư đệ thật sự thông minh đấy, trước đây, sau khi nhân tài kiệt xuất ở hạ giới giáng xuống Côn Luân, phần lớn sẽ ở lại các tông phái siêu cấp bế quan khoảng một năm. Tuy nhiên, một năm này, cơ bản là bế quan và không đi đâu cả, một là để thích ứng với quy tắc thiên địa, hai là phải tăng tu vi lên. Phong Giác khẽ nói, có lẽ ngươi không cách nào tưởng tượng nổi, người ở Côn Luân vừa ra đời đã là cảnh giới tiên thiên, 3 tuổi có thể tu luyện huyền vũ, 10 tuổi tử phủ, trước 15 tuổi tu luyện đến thiên phách thì ở Côn Luân về cơ bản cũng không phải là kỳ tài có thiên phú võ đạo. Việc này quả thật không có cách nào tưởng tượng nổi. Tận sâu trong lòng Lâm Nhất chợt dậy sóng, trước 15 tuổi không cách nào đạt đến thiên phách thì coi như không có thiên phú tu luyện võ đạo. Khi hắn 15 tuổi, hình như còn chưa đạt đến tiên thiên, Côn Luân này. Khó trách được gọi là đại thế, đúng là huyền hoàng giới không cách nào so sánh được, chỉ riêng việc sinh ra đã là tiên thiên cũng đủ khiến người ta cảm thấy da đầu tê dần rồi. Chênh lệch đúng là lớn thật, Lâm Nhất lẩm bẩm. Trái lại, hắn cũng hiểu được vì sao phải ở đây tôi luyện một năm. Kiếm Tông vốn là tông phái siêu cấp, đệ tử hội tụ về đây dù là kém cỏi nhất cũng là nhân trung long phượng. Những đệ tử cùng tuổi với hắn sợ rằng đều đã sớm bước vào cảnh giới tinh quân, thậm chí còn cao hơn nữa. Hắn đến Kiếm Tông sẽ không cách nào tu luyện cùng đám người này được, ít nhất phải đuổi kịp tu vi mới được, nhưng chỉ cần đuổi kịp tu vi là đủ sao. Phong Giác cười nói, cũng không hẳn là chênh lệch, so với người thì không có vấn đề gì, chỉ là vì hoàn cảnh mà thôi. Hạ giới thiếu sót đại đạo, không cách nào khai thác toàn bộ tiềm năng của ngươi, đại khái còn chưa đến 1/10. Dù là người bình thường, vừa vào Côn Luân, thì trong vòng một năm cũng sẽ có sự tăng vọt về tu vi, tiềm lực bản thân cũng không ngừng được khai thác. Huống chi ngươi còn là kỳ tài đứng đầu bảng, quét ngang chúng giới tử, tích lũy nội tình lớn lao ở thiên lộ, ngươi không cần lo lắng mình không đuổi kịp tu vi. Tinh quân cũng là một ranh giới, phần lớn người trước 20 tuổi không cách nào đạt đến cảnh giới tinh quân. Không để ngươi đến Kiếm Tông bế quan là vì ngươi có cửu diệp thánh quả. Người khác có bế quan 10 năm cũng chưa chắc có thể so được. Ngươi không cần phải lãng phí một năm vào việc bế quan, việc này rất quan trọng đối với ngươi, ắt không thể thiếu một phen tôi luyện. Trong lúc giải thích với hắn, sư huynh Phong Giác vẫn tiếp tục dẫn hắn bay về phía hòn đảo phía trước. Lâm Nhất bừng tỉnh, hắn cũng hiểu rõ phần nào hai tầng nguyên nhân này, ngoại trừ để đảm bảo an toàn thì việc cốt yếu nhất chính là hắn có đến Kiếm Tông cũng chỉ có thể bế quan trước một năm mà thôi. Còn nữa, ngươi chớ có xem nhẹ Phù Vân Kiếm Tông, nó là thế lực đối ngoại của Kiếm Tông. Đệ tử thân truyền đều có tu vi tinh quân, trong vòng một năm, nếu ngay cả những đệ tử thân truyền này mà ngươi cũng không đuổi kịp thì thôi, ta nghĩ ngươi không cần đến Kiếm Tông làm gì. Phong Giác mỉm cười, liếc nhìn Lâm Nhất và nói, hiển nhiên, hắn ta đang muốn đè xuống duệ khí và ngạo khí của Lâm Nhất. Xem ra còn muốn khảo nghiệm ý chí của ta, Lâm Nhất thầm nhủ. Nếu Kiếm Tông chỉ muốn thu ta làm đệ tử thì thật ra không cần phải rắc rối như thế. Hình như, có hơi coi trọng thì phải. Sư huynh nói cũng đúng, nếu ngay cả đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông mà ta còn không bằng thì đúng là không có mặt mũi đến Kiếm Tông, trong mắt Lâm Nhất bắn ra hào quang, không chút nào sợ hãi. Phong Giác cười nói, vậy thì ngươi phải cẩn trọng đấy, hàng năm, Phù Vân Kiếm Tông sẽ có một vài danh ngạch có thể tiến thẳng vào Kiếm Tông. Thiên phú của những đệ tử này chắc chắn không kém, dù ngươi không lười biếng thì. Hừ hừ, cũng có xác suất rất lớn bị đám đệ tử thân truyền kia đánh bại đấy. Vậy à? Lâm Nhất mỉm cười, không cho ý kiến.
Phong Giác cũng cười, không tiếp tục chủ đề này. Nói chính xác hơn thì dùng một năm vượt qua đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông gần như là chuyện không có khả năng. Phong Giác chỉ thuận miệng nói để khích lệ hắn một phen mà thôi. Nhưng hiển nhiên, hắn ta không ngờ rằng một câu thuận miệng này đã khiến Lâm Nhất nhấc lên không biết bao nhiêu phong ba ở Thương Huyền Phủ. Lâm Nhất nhìn hòn đảo khổng lồ hệt như một lục địa ở phía trước, hiển nhiên, nó vẫn còn ở rất xa, hắn không khỏi nói, thoạt nhìn không xa, nhưng chính thức tiến đến mới biết có bao nhiêu rộng lớn. Thương Huyền Phủ đã bao la như thế rồi thì toàn bộ Đông Hoang sẽ to lớn đến mức nào? Phong Giác khẽ nói, đương nhiên Đông Hoang rất lớn, với tư cách là khu vực trung tâm của Đông Hoang, Hoang Cổ Vực cũng chỉ chiếm có 3 phần 10 Đông Hoang mà thôi. Thương Huyền Phủ ở vào cực đông của Đông Hoang, tiến lên trước sẽ giáp biển. Lãnh thổ của nó cực lớn, 36 quận có một nửa ở biển, một nửa ở lục địa. Tại Thương Huyền Phủ, có vô số thế lực tông môn, bao trùm trên khắp các quận. Trong rất nhiều thế lực tại đây, có 4 đại tông phái là có thực lực mạnh nhất. Theo thứ tự là Phù Vân Kiếm Tông, Dùng Kiếm Lập Tông, Huyền Vương Điện có nội tình thâm sâu nhất, Thanh Lôi Tự là tông phái thuộc Phật Môn, cùng với Thiên Lạc Lâu, một thế lực có lai lịch khá thần bí. Ngoài ra là một vài thế lực ma đạo. Ở đây không ngừng xảy ra phân tranh, giữa 4 tông phái lớn cũng có sự tranh đấu kịch liệt, đồng thời, còn có rất nhiều thế lực mới nổi dậy, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí của 4 tông phái lớn. Nghe Phong Giác giới thiệu, xem như Lâm Nhất cũng có được ấn tượng sơ khởi. Nơi này cách xa khu vực trung tâm của Đông Hoang, nói trắng ra là nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng lại là vùng tiếp giáp giữa biển và lục địa nên ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều tề tựu về đây, vì lẽ đó, Thương Huyền Phủ chưa từng yên ổn một ngày nào. Vùng biển thuộc quyền quản lý của Thương Huyền Phủ có số lượng đảo cực lớn nằm rải rác, quần đảo phía tây nam quanh năm bị sương mù bao phủ, nơi đây thuộc quyền khống chế của Phù Vân Kiếm Tông. Được gọi là biển Phù Vân, và Phù Vân Kiếm Tông nằm ngay trên đảo chính. Ngoài biển Phù Vân còn có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, có thể nói, những hòn đảo này là các thế lực phụ thuộc Phù Vân Kiếm Tông. Vùng biển này được rất nhiều tông môn thương nhớ, mấy năm nay, áp lực của Phù Vân Kiếm Tông cực lớn. Tuy nhiên do khoảng cách khá xa, mà Thương Huyền Phủ cũng có chút phức tạp nên Kiếm Tông không thuận tiện nhúng tay vào, Phong Giác thờ ơ nói với Lâm Nhất. Hướng về phía hòn đảo bị sương mù bao phủ kia. Đây là đảo Phù Vân, diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể sánh với một lục địa. Phù Vân Kiếm Tông tọa lạc ở khu vực phía bắc của đảo, một nơi hẻo lánh. Có hơn 100 ngọn núi khổng lồ chọc thẳng lên tầng mây, xoay quanh một chỗ, từ ngọn núi có thác nước ầm ầm đổ xuống tựa như ngân hà. Giữa vô số ngọn núi, có thể thấy được rất nhiều kiến trúc, hằng hà sa số người tựa như những con kiến di chuyển bên trong đó. Và trong số rất nhiều ngọn núi khổng lồ, có một ngọn núi cực kỳ chói mắt, bởi nó toát lên ánh sáng bạc thần thánh. Đỉnh núi có mây mù lượn lờ, ánh sáng cùng mây hòa vào nhau, linh khí thiên địa dồi dào, rõ ràng là nồng đậm hơn rất nhiều so với thiên lộ. Điều càng khiến Lâm Nhất ngạc nhiên chính là vòm trời có kiếm ý cuồn cuộn, mênh mông và hào hùng chút xuống, tựa như thác nước đọng trên ngọn núi, khiến cho toàn bộ ngọn núi tựa như một thanh lợi kiếm trong tay tiên nhân, đâm thủng nền trời. Cắm thẳng xuống đất. Trước đây hắn chưa từng thấy và cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Đây là núi Thánh Kiếm của Phù Vân Kiếm Tông, dù là trưởng lão cũng khó có cơ hội tu luyện trong đó, chỉ có đệ tử thân truyền ưu tú nhất mới được thành lập động phủ ở đó, Phong Giác bên cạnh khẽ nói. Lâm Nhất thoáng động lòng, nếu có thể tu luyện ở ngọn núi này thì tạo nghệ kiếm đạo của hắn sẽ có cơ hội tăng vọt. Trên thiên lộ, hắn đã được chứng kiến rất nhiều phong thủy bảo địa. Nhưng chưa từng thấy bảo địa có liên quan đến kiếm. Phù Vân Kiếm Tông có 500 đệ tử thân truyền, mỗi một đệ tử đều được tuyển chọn cẩn thận, ít nhất có tu vi tinh quân. Ngoài ra còn có 3.000 đệ tử nội môn, và hơn 10.000 đệ tử ngoại môn. Chỉ riêng đệ tử ngoại môn, dù là kém nhất cũng phải đạt đến tu vi thiên phách tầng 5. Còn đệ tử nội môn thì đều là thiên phách tầng 7. Đứng cạnh Lâm Nhất, Phong Giác có chút đắc ý. Đấy chỉ mới là thế lực bên ngoài của Kiếm Tông mà thôi. Hắn ta nói những lời này là muốn gõ Lâm Nhất một phen. Đi. Nói xong, hắn ta dẫn theo Lâm Nhất lao xuống dưới, một luồng kiếm ý mạnh mẽ tạo thành màn sáng lập tức xuất hiện. Kế đó, rất nhiều ngọn núi đồng loạt phát ra kiếm quang chói mắt, đấy là một loại khí tức vô cùng minh mông, khiến Lâm Nhất có ấn tượng cực mạnh. Sư huynh Phong Giác nói rất đúng,
dù chỉ là Phù Vân Kiếm Tông thì cũng không thể xem nhẹ. Tòa trận pháp này hội tụ số lượng thánh văn có hơn vạn, vị trí trung tâm có một thanh thánh kiếm gia trì, trừ phi là cao thủ cấp sư tôn, nếu không, bất kỳ kẻ nào dám cứng rắn xông đến cũng chỉ có một con đường chết. Vừa nói, Phong Giác vừa lấy ra lệnh bài, mở ra một lối đi trên màn sáng. Ầm ầm. Khoảnh khắc tiến vào màn sáng, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được linh khí dồi dào đến mức không cách nào hình dung được, trận pháp bên trong Phù Vân Kiếm Tông càng thêm bao la rộng lớn, bao trùm khắp thiên địa. Kính chào tiền bối Phong Giác, trưởng môn đã lệnh cho chúng ta đợi ở đây từ rất lâu. Khi Lâm Nhất còn đang kinh ngạc tán thán thì một vào bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, dẫn đầu là một cô gái mặc áo tím. Nàng ta có vóc người cao gầy, đôi chân thon dài, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là nét mặt lạnh lùng như băng xương, hai hàng mày toát lên vẻ thanh lãnh và cao ngạo. Vài năm không gặp, nhà đầu nhà ngươi có tiến bộ không nhỏ, hiển nhiên, Phong Giác biết nàng ta, cười nói, Diệp nha đầu, đây là đệ tử ta chọn lựa trên thiên lộ, trước hết, ngươi hãy dẫn hắn đến chỗ ở, ta sẽ đích thân nói chuyện với trưởng giáo. Từ thiên lộ đến ư, cô gái áo tím và những đệ tử khác đều hướng mắt về phía Lâm Nhất, trong mắt bọn họ không khỏi lóe lên tia khác thường, việc này đúng là hiếm thấy. Đám người này cũng không xa lạ gì với thiên lộ, trái lại còn có chút hiểu biết. Đa phần các tông môn siêu cấp đều đến thiên lộ chọn đồ đệ. Tuy rằng là cuộc tranh tài của các nhân tài kiệt xuất ở hạ giới, nhưng có thể trổ hết tài năng. Vượt qua mấy trăm vạn người thì dù xuất thân có hèn mọn đến mức nào cũng là một yêu nghiệt siêu phàm khó có thể bỏ qua được, ở Đại Thế Côn Luân. Vẫn đủ khiến người ta chú ý. Trong lịch sử có rất nhiều siêu phàm trên thiên lộ vùng lên. Trở thành nhân vật cấp truyền thuyết, thần thoại tại Đại Thế. Tuy nhiên, người như vậy lẽ ra nên đến Kiếm Tông mới đúng. Sao lại chạy tới Phù Vân Kiếm Tông của bọn họ? Lại thêm một điểm nữa, chẳng lẽ không có tông phái siêu cấp? Nào chọn hắn, việc này cũng khá thú vị đấy. Cả bọn hướng mắt về phía Lâm Nhất. Vẻ mặt biến hóa mấy lượt. Người đi cùng bọn họ trước đi, ta đi gặp trưởng giáo. Phong Giác nói với Lâm Nhất, rồi phóng lên trời, bay về phía tổng điện của Phù Vân Kiếm Tông. Chẳng mấy chốc hắn ta đã biến mất khỏi tầm mắt. Mọi người. Đám người nhìn về phía Phong Giác vừa biến mất, vẻ kính sợ và khâm phục trong mắt lộ rõ. Sư thúc Phong Giác rất tài giỏi, không chỉ có xuất thân từ Kiếm Tông, mà còn là đệ tử của vị đại nhân kia, ở Kiếm Tông, địa vị của ngài ấy cao đến khó tưởng. Đương nhiên, hiện tại mấy người này cũng không biết Phong Giác đã bị trục xuất khỏi Kiếm Tông. Lâm Nhất bái kiến chư vị sư huynh đệ. Lâm Nhất mỉm cười, chắp tay hành lễ với đám người trước mặt. Mới đến vẫn nên lễ phép một chút mới tốt. Diệp Tử Lăng. Cô gái áo tím dẫn đầu cau mày dò xét Lâm Nhất, chỉ có tu vi thiên phách tầng 5 thôi ư, cảnh giới như thế sợ rằng còn không tiến vào bảng 100 trên thiên lộ được nữa ấy chứ. Người như vậy không biết có chỗ nào đáng giá. Để sư thúc Phong Giác phải đích thân đưa đến. Chẳng lẽ là vướng bận quan hệ cá nhân? Nhưng chung quy nếu thực lực và thiên phú không đủ thì Kiếm Tông cũng sẽ không thu, chỉ có thể nhét vào Phù Vân Kiếm Tông mà thôi. Mấy năm nay, tuy địa vị của Phù Vân Kiếm Tông có hơi thấp. Nhưng cũng không phải nơi mà thứ rác rưởi gì cũng có thể ném vào được. Cô gái áo tím thầm suy đoán, nghĩ đến đây, trong mắt cô ta chợt lóe lên tia tức giận, thờ ơ nói, giờ xưng huynh gọi đệ có hơi sớm đấy. Tuy Phù Vân Kiếm Tông không cách nào so sánh với tông phái siêu cấp, nhưng không phải ai cũng thu được đâu. Lưu sư đệ, ngươi mang Diệp công tử đến Đinh Phong cư. Nghỉ chân đi, đừng chạy loạn đến nơi khác. Nói xong, cô ta không thèm liếc nhìn Lâm Nhất thêm một lần nào. Nữa. Đợi Diệp Tử Lăng đi khỏi, vị sư đệ tên là Phùng Trương kia mới. Liếc nhìn Lâm Nhất, nói không chút kiêng nể, Lâm công tử, ở thiên lộ ngươi xếp. Hạng bao nhiêu, có lọt vào được tử bảng không? Tử bảng.
là bảng xếp hạng trên bảo kính thông thiên, xem ra đám người này cũng biết đại khái, tuy nhiên trên tử bảng quả thật không có tên của hắn. Không có, Lâm Nhất thành thật nói. Vừa dứt lời, sắc mặt những người khác khi nhìn Lâm Nhất hiển nhiên có sự thay đổi, trong mắt Phùng Trương lóe lên tia xem thường, hắn ta phì cười và nói, vậy chính là bạch bảng rồi. Bạch bảng. Lâm Nhất lắc đầu, không có. Ngay cả bạch bảng cũng không leo lên được. Sắc mặt đám người hoàn toàn thay đổi, thậm chí Phùng Trương không thèm giấu giếm thái độ khinh khi của mình, nói thẳng, không có tên trên tử bảng, không có tên trên bạch bảng, đường đường là một tinh quân như ta phải dẫn đường cho ngươi, ngươi gánh nổi à? Phùng Trương. Lâm Nhất thầm nhớ cái tên này, cũng không đáp. Thấy Lâm Nhất không đáp, Phùng Trương hất mặt, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai, cười khẩy nói, ta còn tưởng tiền bối Phong Giác đi cùng một siêu phàm. Thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ đến đó, mà cũng đúng thôi, nếu thật sự là siêu phàm, thì đã sớm bị kiếm tông đoạt đi rồi. Lưu sư đệ, người dẫn đường cho hắn. Người bị hắn ta gọi tên thoáng sững sờ, kế đó bày ra vẻ mặt khó xử, nhìn quanh một lượt và nói, ngươi, bạch sư đệ, ngươi đến đi. Sư huynh còn có chút việc. Cứ thế, đoàn người đẩy tới đẩy lui trước mặt Lâm Nhất, vậy mà chẳng có ai muốn dẫn đường cho hắn. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, một nam một nữ, nam như tránh ôn thần, nói, Vương sư muội, người dẫn Lâm công tử đi đi. Nói xong hắn ta vội vã tránh đi, chỉ còn lại một cô bé chân tay lóng ngóng, thoạt nhìn, cô bé độ khoảng 17, 18 tuổi, tuy nhiên liếc mắt có thể thấy được còn khuyết thiếu kinh nghiệm trên giang hồ, vẫn rất non nót. Trên khuôn mặt trẻ trung chỉ còn kém viết hai chữ ngây thơ mà thôi, hẳn là ngày thường. Trong tông môn, tính tình cô bé này cũng rất yếu đuối. Ta. Cô bé liếc nhìn Lâm Nhất, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng, hiển nhiên cô ấy không có kinh nghiệm tiếp đãi người khác. Hề hề, Lâm Nhất, người bị khinh bỉ nha, năm đó nếu ai dám vô lễ với bổn đế sẽ ấn một ngón tay xuống, Băng Phượng nhìn thấy Lâm Nhất không được chào đó liền bày ra dáng vẻ xem kịch vui, có điều tính tình thối của nàng ta vẫn không sửa, nói một hồi lại bắt đầu khoác lác. Lâm Nhất trực tiếp bỏ qua nàng ta, cười nói, sư tỷ xưng hô như thế nào? Tuy tuổi cô bé này không lớn lắm, nhưng tu vi lại cực kỳ đáng sợ, từ trên người cô ấy, Lâm Nhất cảm nhận được khí tức cảnh giới tinh nguyên. Trong số đám người vừa vội vã rời đi, ngoại trừ cô nàng Diệp Tử Lăng kia thì rất có thể cô bé này có thiên phú cao nhất. Có điều, tính tình khá là yếu đuối, thêm phần tuổi quá nhỏ, không biết tranh luận với người khác. Đám người vừa nãy hẳn đều là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, trên thực tế thì có lẽ địa vị của Diệp Tử Lăng khá cao. Ta tên là Vương Vũ Nhược, sư đệ thật sự từ Thiên Lộ đến ư? Thấy Lâm Nhất nói chuyện khá thân thiện nên Vương Vũ Nhược cũng thả lỏng rất nhiều, cô ấy nhịn không được hỏi. Ở Đại Thế Côn Luân cũng có rất nhiều truyền thuyết về Thiên Lộ, hiển nhiên, Vương Vũ Nhược cũng có chút hiếu kỳ. Cô muốn biết gì, ta sẽ nói cho cô nghe. Hai người vừa trò chuyện vừa đi, dần dần, Vương Vũ Nhược cũng hoàn toàn thả lỏng. Cô ấy nghe Lâm Nhất kể đủ chuyện, đủ loại trải nghiệm trên Thiên Lộ, ánh mắt đong đầy khát vọng cùng khâm phục, thỉnh thoảng lộ ra một chút biểu cảm kinh ngạc, hai mắt cô bé tỏa ra hào quang, thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Lâm Nhất có hơi buồn cười, với những trải nghiệm thế này, nói không chừng đám sư huynh đệ tu vi tinh quân của cô ấy còn chẳng buồn ngó tới. Dù sao thì ngay cả việc dẫn đường cho Lâm Nhất cũng khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã nữa là. Hẳn là sư tỷ Vũ Nhược chưa từng ra khỏi tông môn, đúng không? Lâm Nhất khẽ hỏi. Hở, Lâm sư đệ, sao người biết? Cô bé trợn tròn mắt, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Vị Lâm sư đệ này thật lợi hại, mới đó mà đã nhìn ra được. Lâm Nhất cười nói, trên người cô không có sát khí. Vương Vũ Nhược khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta không thích giết chóc, Diệp sư tỷ nói có tỷ ấy ở đây,
ta không cần làm những việc mà mình không thích. Nhưng mà sư tỷ, mấy năm nay, sư tỷ đã vô cùng vất vả, vậy mà Vũ Nhược lại chẳng làm nên tích sự gì, có muốn giúp tỷ ấy cũng không giúp được. Ta có thể giúp cô, Lâm Nhất nói khẽ. Thật ư, Vương Vũ Nhược kinh ngạc nói. Lâm Nhất thong thả cười nói, ta không thể nào giúp cô chuyện tu vi, nhưng về phần sát, ta có thể. Sau này khi thật sự ra tay chém giết cùng người khác cũng không đến nỗi chân tay luống cuống. Sư đệ đã từng giết rất nhiều người ư, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cô bé ngượng ngùng hỏi. Có thể sống sót trên thiên lộ, không có ai là tay không dính máu cả, huống chi là ta, Lâm Nhất than nhẹ một tiếng. Số lượng người mà hắn đã giết trên thiên lộ đã sớm vượt qua tổng số ở huyền hoàng giới rồi. Thiên lộ vốn dĩ tàn khốc như thế, có đôi khi, người chẳng làm gì cả nhưng vẫn bị người ta nhắm vào. Người là dao thớt, ta là thịt cá, nếu không tranh đấu, đừng nói là tỏa sáng, sợ rằng ngay cả mạng cũng không giữ được. Trong mắt Vương Vũ Nhược lóe lên tia kinh ngạc, chỉ một cái chớp mắt mà cô ấy đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi phát ra từ trên người Lâm Nhất. Luồng khí tức này mang theo duệ khí xen lẫn tang thương, ngay cả các trưởng lão của Phù Vân Kiếm Tông cũng không cách nào so sánh được, việc này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng chấn động. Sau này có thời gian, ta sẽ xin Lâm Sư Đệ chỉ bảo, Vương Vũ Nhược mỉm cười. Bất kỳ khi nào cũng được. Lâm Nhất cười nói. Cảm ơn Lâm Sư Đệ, cô bé mừng rỡ không thôi. Ha ha ha, đường đường là tinh quân lại phải dẫn đường thay ta. Ta tạ ơn cô còn không kịp, cô cảm ơn ta làm gì, Lâm Nhất bật cười nói, hắn cảm thấy biểu cảm của cô nhóc này trông thật đáng yêu. Nghe vậy, Vương Vũ Nhược cho rằng Lâm Nhất vẫn còn khúc mắc chuyện vừa rồi, nên thấp giọng nói, Lâm Sư Đệ, người chớ có ghi hận Diệp Sư Tỷ. Mọi ngày, tỷ ấy đều đang bế quan, hôm nay nếu không phải tiền bối Phong Giác đến thì tỷ ấy đã không đích thân đi nghênh đón. Tính tình của tỷ ấy quá kiêu hãnh, nếu không phải bởi lời hứa năm đó. Tỷ ấy đã sớm đủ tư cách tiến vào kiếm tông rồi. Tuy nhiên, mấy người sư huynh Phùng Trương thì đúng thật có hơi quá đáng, sư tỷ bảo bọn họ tiếp đãi Lâm sư đệ, vậy mà cả đám chẳng những từ chối, lại còn tỏ thái độ tự cao tự đại. Hừ hừ, tưởng rằng hay lắm cơ đấy. Tinh quân đúng là có tư cách để tự cao, thân là đệ tử thân truyền của Phù Vân kiếm tông cũng nên có vài phần kiêu ngạo. Xem thường một kẻ đến từ thiên lộ như Lâm Nhất. Về tình có thể bỏ qua được, nhưng thể hiện thái độ phách lối như thế với hắn lại có hơi quá đáng. Không có tên trên bạch bảng, không có tên trên tử bảng, nhưng Lâm Nhất có tên trên kim bảng đấy nhé. Không chỉ có tên trên kim bảng, mà hắn còn là đầu bảng của thiên lộ thứ 9, 10 phương giới tử đều bại trong tay hắn, năm chết năm tàn, phải nói là có 102 từ cổ chí kim. Mấy cái này, chỉ tùy tiện nói ra một cái thôi cũng đủ để hù chết tên Phùng Trương kia. Không bao lâu sau, hai người đã đến Đinh Phong Cư, đó là một căn gác cạnh bờ sông, phía sau còn có một khoảng sân không nhỏ, mà sân nhỏ lại hướng về phía dòng sông. Nơi này khá đơn sơ, tạm thời để Lâm Sư Đệ chịu uất ức rồi. Giờ ngươi còn chưa có thân phận, trong tông có quy tắc không được đi loạn khắp nơi, có thể sẽ gây rắc rối, cô nhóc lên tiếng cảnh báo với Lâm Nhất, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Tử Lăng đã giao cho. Nơi này không tệ. Lâm Nhất mỉm cười. Ở đây khá yên tĩnh, hắn rất thích. Trên đường, hai người trò chuyện rất vui vẻ, nên cũng không cảm thấy xa lạ nữa. Vương Vũ Nhược che miệng, cười nói, vậy ta đi trước nhé. Nhớ kỹ những lời đã nói trước đó, đợi ngươi có thân phận rồi, ta sẽ đến tìm ngươi. Đương nhiên, Lâm Nhất khẽ gật đầu. Cô nhóc vui vẻ rời đi. Ha ha, lừa gạt em gái nhỏ, bổn đế cảm thấy rất hổ thẹn với hành vi của ngươi đấy. Giọng của bé con băng phương trong đầu lại vang lên. Ngươi đúng là lắm lời. Hừ hừ, vậy thì ngươi mau tu luyện tử diên kiếm quyết đến tầng 16, ngưng tụ được tử diên thánh hỏa, đến lúc đó bổn đế có thể ra ngoài, cũng không cần phiền ngươi nữa, tiểu tử Dương Dương đắc ý nói. Nàng ta đã nói những lời này rất nhiều lần, nếu có thể là thức tỉnh tử diên kiếm pháp đến đại viên mãn đỉnh phong thì nàng ta có thể phá vỡ phong cấm mà ra. Hiện tại, tu vi và cảm ngộ của Lâm Nhất đều đã đủ, bất kỳ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên tầng 16, nhưng hắn lại suy tính của riêng mình, không sốt ruột tu luyện kiếm quyết đến tầng 16. Ngươi đoán xem cái tên Phong Giác kia tìm trưởng giáo để nói chuyện gì. Đưa ngươi đến đây chắc chắn là có mục đích khác,
Với thần nhãn của bổn đế, liếc mắt một cái đã thấy chuyện này không mấy trong sáng, thấy Lâm Nhất không để ý đến mình, Băng Phượng lại lần nữa đổi chủ đề. Nhưng Lâm Nhất cũng không thèm để ý đến nàng ta, hắn thả con mèo ngốc kia ra, vỗ vỗ đầu nó. Trước đó, khi hắn và Phong Giác rời đi, tên ngốc này không hề lộ diện. Lâm Nhất biết rõ tính tình của nó, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được nó thừa dịp hắn chào từ biệt để làm những gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.